Em thì bảo đến thờ chờ anh Zep. Video ok anh cũng bỏ cơm để Zep trả video cho em. Chúc cả nhà tí tất có mùa giáng, sinh an lành, hạnh phúc, ấm áp, yêu thương bên những người thân, yêu gia đình. Anh ơi cho em hỏi đường này là đường gì anh? Đường về nhà, một mình em quên lối đi.